Thôi biết rồi, biết rồi, biết rồi. Thôi bây giờ con cầm đỡ giùm cho cô 1.000 nha. Con đi, con làm cho nó. Cái này nó không có vấn đề gì đâu, don't worry mày. Thôi cô coi đó gì nè, cái tài con có cái mặt nữa con làm ăn à. Bây giờ bà cào cái mặt con vậy đó cô coi được không? Nè, Du đừng có xạo quá đi nha. Du đừng có vu khống tôi như vậy nha. Cô à, con nói cho cô biết, cái sự thật á là con chỉ hù nó thôi, chứ cái móng tay con đâu có đâu, nó lục nhắc gì rồi sao con cạo được mặt người ta. Mà cái mặt nó như vậy là nó tự nó cạo nó, nó ăn vạ mình để nó lấy tiền mình. À, coi nè, bây giờ có 1.000 à là để làm đủ cái mặt. Còn cái mà tổn thương gì tâm lý của tôi, người ai đền ai chịu, tôi báo police, tôi báo, tôi thưa, tôi kiện mấy người. Rồi, thêm được chưa? Rồi đây, thêm 500 nữa nha. Rồi. Trời ơi cô à, tại sao cô lại dễ dãi cái tiền bạc như vậy? Nó xạo đó, cái mặt nó chưa chắc là cào, nó vẽ son vẽ phấn gì lên nè, nó nói nè, đi qua đi quậy là sai rồi, ok? Càng nói càng mất, càng nói càng mất, ok? Đi về. Dạ. Ok. Buồn lắm. Rồi nè con, mày ăn tiền cô táo hả? Mày sống cũng không yên mà mày chết cũng không yên đâu. Đồ cái con bích cà bịch. Thôi con đừng đòi tiền cô nữa, mất công nó chửi con heo mập đó. Đi. Mợ à, tức giận làm cái gì? Người ta là cốt chợ, muôn đời sẽ mãi mãi là cốt chợ. Còn mình văn minh, đừng có chấp họ nữa mợ nha. Mợ chịu hết nổi rồi, mày coi làm sao đó. Ai cần mua tiệm, mợ bán luôn. Mợ chắc không? Chắc. À, nếu vậy đó, thì mợ đưa con giấy tờ đi. Con hỏi mấy đứa bạn của con cho. Ráng làm sao, rồi giá cả cao tiệm mình nhờ mợ ha. Ừ, ngày mai mợ mang giấy tờ ra, mày muốn làm sao cũng được hết á. Tao mệt lắm rồi. Mẹ. Gì? Con chúc mừng tiệm mình đã được tái hoạt động. Chết rồi. Nè, Năm, mày có duyên ghê á. Cô ơi, chết rồi cô ơi. Chết luôn rồi cô ơi, chết thiệt rồi cô ơi. Tiệm nail tao đương tái khởi động lại mà mày hôi chết rồi là sao vậy? Dạ, con? Không, cái này không phải là tiệm mình chết, mà con nói là cái tiệm Royal Nail nè nè, nó khai trương kiểu này mình không chết trước cũng chết sau đó cô. Nè, coi đi. Cái gì vậy? Coi kìa. Royal Nail Special Promotion, buy one get one free starting at 10. Yes, 10 đô la. Cô thấy chưa? Ây da. Cái gì vậy trời? Mẹ, như vậy là họ phá giá đó mẹ. Hay là mình qua đó thương lượng nha. Đúng rồi cô, mình phải thương lượng đi cô. Ôi, thực ra cái chuyện làm ăn á, phá giá vậy là cái chuyện bình thường. Không mà bình thường được mẹ. Cô ơi, cô coi sao, cô nghĩ cái kế gì đi. Chứ con thấy kiểu này là tiêu luôn, nó con sợ quá luôn. Giờ tính sao đi cô một ơi. Cô có cách nào cô suy nghĩ đi, chứ con lo lắm luôn. Tiệm mình không biết đi đâu về đâu luôn đó nè. Mẹ sao giờ mẹ? Tính đi cô ơi, trời con lo quá, con rối hết trơn luôn cô một à. Giờ sao cô? Cô tính đi cô. Hãy biết lần coi. Tao còn rối hơn tụi bay nữa nè. Cái vấn đề bây giờ đặt ra nó phá giá kiểu này là chích chứ không có giỡn được. Vấn đề là giờ nếu như cho dù tụi mình nó có lấy chất lượng để kéo lại đi chăng nữa thì chắc chắn phải mất một lượng khách đáng kể, hiểu chưa? Trời đất ơi, cùng một cộng đồng không biết chia sẻ với nhau mà cứ như vậy hoài. Không biết cuộc chiến này khi nào mới hết nữa. Ây da, rối quá.
Mẹ, chủ đất không chịu ký tiếp hợp đồng cho thuê mặt bằng trong thời gian sắp tới. Hết hợp đồng này thì mình phải dọn đi á. Ơi Phát ơi, giờ con lớn rồi, con tính giùm mẹ đi. Cái gì cũng mẹ hết trơn à. Mẹ mệt lắm rồi. Nếu mà tình hình căng thẳng như vậy á, thì con nghĩ mình nên hợp tác với Binnell thì mới có cơ hội cạnh tranh với Royal Nail. Never. Con nghe mẹ nói không? Never. Đừng bao giờ nhắc cái chữ Binnell trước mặt mẹ nghe chưa? Và đừng bao giờ nhắc tới hai chữ hợp tác với Binnell với mẹ nghe chưa? Ok, bye. One. Hai. Hai. Sao rồi? I'm okay. Thank you. Bà Quan nè, tôi nghĩ là sao bà không qua bên tinh neo của tôi? Qua làm thợ hả? No, bà làm quản lý. À, không. Tôi với bà cùng làm. Don't worry, tôi lo được cho thân tôi mà, không sao hết trơn á. Tôi làm lại từ đầu. Trời, liệu với cái tuổi của tụi mình vậy, nhắm còn sức mà làm lại không? Màu này là không được rồi. Cái này cũ quá. Trời đất. Ai bày ba cái ốp lưng thấy ghê vậy nè. Dạ, tiệm con đó cô. Đúng rồi đó cô. Đẹp không cô? Giờ nghe cô hỏi nè, tiệm này tiệm gì? Tiệm nail. Tập trung vô nail, dẹp ba cái ốp lưng này đi. Kim tuyến kim sa thấy ghê à, của đứa nào vậy? Của chị Năm á cô, chị Năm chị rảnh lắm, chị làm hết á cô. Nói Năm á, mang về ốp lưng nó đi nha. Đâu có đủ. Các con. Dạ. Tiệm mình tên gì tụi con? Pink Nail. Pink là màu gì? Màu hương. Màu hương mà sang chút gọi là màu hồng nha. Mà con coi nè, tiệm mình có cái gì dính líu tới màu hồng không? Coi ghế nè, màu trắng nè, rồi viền đỏ nè, bông nâu làm sao? Bây giờ nha, nghe cô nói, thay đổi toàn bộ cái tiệm này màu hương hết. Ghế, hương, tường, hương, gạch, hương, kiến. Không, kiến màu trắng thì nó sẽ rõ ràng hơn. Nghe chưa? Cô ơi cô, sao kỳ vậy cô? Sao cô vô cô đây cô quán đổi tùm lum tà lá hết trơn vậy? Con. Dạ. Thường thường ai có quyền thay đổi tiệm con? Dạ, chủ. Thì đúng rồi. Từ bây giờ, tôi sẽ làm chủ Pink Nail, biết chưa? Ủa cô, cô một còn sống nhăn mà cô. Y quên không có, lộn. Từ đây, cô với cô một sẽ đồng quản lý cái tiệm này. Có nghĩa là cô một của con vẫn còn sống nhăn. Ha. Thôi bây giờ cô đi công chuyện nha. Dạ. Đổi được cái gì màu hồng thì cứ đổi ngay chưa. Cô à, con thấy hơi phi lý vậy cô. Con, tiệm đổi màu hồng rồi, cái môi của con á cũng đổi màu son hồng cho nó đồng phục nghe con. Cam quá. Cô sao cô chủ cô cũng thay hết màu hồng giùm con luôn đi. Hey, mi là chủ, phải mặc màu khác người ta mới biết mi là chủ chứ. Ok. Ok. Ủa là sao? Ủa, là sao? Ủa Năm? Ủa gì là sao? Là sao? Bây giờ là sao? Tôi phải làm sao? Chị Năm làm sao? Cô ơi cô. Ủa sao kỳ vậy? Sao cô Oanh cô vô cô đổi cái tiệm này rối bời hết trơn luôn à? Ủa rồi cô Oanh cô muốn làm sao nè? Cô đòi bỏ cái bán cái ốp điện thoại này đi nè. Cô nói chiếu con mắt quá. Rồi cô đòi thay hết cái dàn ghế này qua màu hồng nữa. Dạ đúng rồi. Đổi hết luôn. Thôi bây giờ vậy nghe. Cô Oanh á, cô muốn sao thì làm theo ý cô đi. Hả? Tại vì bắt đầu từ bữa nay đổ đi á, cô Oanh sẽ là người đồng sở hữu với cô. Nghe.
Nhưng mà cô nói sao? Cô nói sao? Cô nói cái vụ ghế làm sao? Dạ đổi hết thành màu hồng luôn. Còn cái gì đổi màu hồng nữa không? Dạ tường rồi gạch rồi tất cả. Trừ cái kiến này là không đổi màu hồng thôi. Dạ. Kiến màu hồng rồi sao còn soi mấy bà? Dạ bởi vì không thôi đổi. Bây giờ làm gì nha. Riêng cái này làm theo ý cô Quan liền nha. Dạ. Riêng cái vụ ghế với lại cái sàn thì thôi để cô bàn lại với lại cô Quan nha. Chứ bây giờ ghế hồng, thợ mình cũng mặc đồ màu hồng, rồi khách người ta không phân biệt được đâu là kế đâu là người, cũng tội nghiệp người ta. Đúng rồi đó. Ha. Đúng. Dạ cô. Có khi nào cô Quan có đổi con luôn không ta? Maybe. Tại vì cô thì có thể chịu đựng được con, chứ còn cô Quan thì có thể là không thể đó. Cô ơi, cái con đổi con. Không, tụi con là phải giữ lại lính kiến của cô mà nghe. Ok. Chị Năm ơi, quyết định gì đi nghe. Vậy là tụi em sắp phải xa giờ chị Năm rồi. Vậy mình không biết mình nên buồn hay nên vui ha. Đồ cái thứ phản phái không à. Nhìn dàn thợ chán nản nó sợ luôn á, ai cũng chống cằm nhìn mệt mỏi quá. Trời ơi, hai cái cô này tự nhiên bị đặt làm cái trò quá đổi làm chi vậy trời. Riết tao nó rối, tao nó rối nùi luôn vậy đó. Đó, rồi bây giờ nè. Bây giờ Du cứ nói đi, như Du muốn thay cái gì á thì nói đi rồi mới thay đổi liền, không có vấn đề gì hết trơn á. Thì đó, bây giờ cái tiệm mình nó màu pink thì bây giờ thay đổi tất cả những cái gì màu hồng hết đi trong cái tiệm này nè. Bây giờ vậy nè, thực ra là thay đổi cũng ok, không vấn đề gì, nhưng mà tại vì tôi thấy vậy nè, bà coi đúng không nha. Vậy nè, mấy đứa thợ nó mặc đồ màu hường hết trơn à. Rồi giờ mình đổi cái ghế cũng màu hường luôn. Rồi cái sàn gạch cũng màu hường luôn. Rồi cái tụi nó ngồi đây nhiều khi khách không biết đâu là cái ghế, đâu là con người đang ngồi đầu tụi nó, tội nghiệp tụi nó, đúng không mấy đứa? Đúng rồi. Nhưng mà màu hồng nó có 1000 cái màu hồng khác nhau. Mấy em nè, nó mặc hồng lợn nè, cái ghế hồng đậm, còn bà hồng cánh sen, nó đổi bật lên liền à. Đúng, nhưng mà rất là khó phối, nó sẽ rất dễ bị sến. Sao mà sến được? Cô cho cái ý kiến. Nên Du nói tiếp đi. Thôi mệt bà quá. Trời ơi. Cái gì nữa đây? Trời ơi, đấy đẹp đó. Coi như bà chống màu hồng nè, nguyên một cái bông hồng giả trân ở đây nè. Thôi dẹp đi. Không được, cái phong gì? Thủy đó. Cái bình này phong thủy ông thầy ông đặt đó, chứ không phải tôi đâu. Đặt thì người ta đặt cái gì nó sống động như này, bông giả mà. Thì bởi vậy mới nói, tôi cũng hỏi thầy y chang vậy, thầy nói gì nè. Mạng tôi là mạng thủy. Thành ra là trong cuộc đời này á, là mình phải tự biết thay đổi vận mệnh của mình. Giống như cơm mà từ sống mình nấu thành chín. Thì cái này á, từ bông giả mà làm sao mà nước trên trời là tươi đó, tưới làm sao á mà cho cái bông hồng này nó thành bông tươi thì lúc đó tiệm mình mới ngon, đúng không mấy đứa? Dạ đúng. Cô cho ý nói. Đến đi. Bông giả nghe, bận bằng giấy nha, tưới là nó một liền. Cái này nè, biến chết thành sống á. Dục cái này đi, trồng bông thiệt cho nó. Nó, cái này ni lông, không phải giấy, yên tâm. Thôi quá đi. Cô cho ý kiến coi. 5 năm này mày ngửa, tao coi mày dẹp ra tao coi nè. Nè, bà nhìn kìa. Đó, bà coi cái tủ trước kìa. Tủ gì giống như là để bày bán đồng hồ vậy á. Mình bây giờ thay cái countertop nó thấp mà nó ốp bằng gỗ rất là sang. Tôi cũng thấy y như bà, nó đó. Quá chướng. Nhưng mà vấn đề là khách vô là thích cái tủ này nhất. Trời, nó khổ tâm vậy đó hả? Khách vô một cái á, là bị gì cái đồ handmade của mình nó đẹp quá đi. Rồi cái người ta sáng ngời lên mà nó hên nữa. Thành ra là thôi để tính cái khác đi, cái này cứ để y vậy đi. Ha ha mấy đứa, thấy sao? Dạ luôn, okay không? Dạ luôn. Đó. Vậy đồng quản lý làm gì? Hả? Vậy đồng quản lý làm gì? Không phải, vấn đề là vẫn đồng quản lý. Nhưng mà tại vì tôi thấy gì nè bị... Đồng quản lý thì coi như là mình có ý kiến gì chứ ý kiến gì ra bà cũng chặt, ý ra bà cũng chặt làm sao vậy? Ông tôi mới chặt, còn tại này tiệm của tôi. Bà hiểu không? Chứ đâu... tôi qua tiệm bà tôi đâu có bắt bà thay đổi gì đâu. Trời ơi, tại tiệm tôi nó đẹp quá rồi, không có một cái chỗ nào có thể sửa đổi được hết. Nhưng mà vấn đề ở đây là cái sẹt vít, chứ còn cái vấn đề đẹp kệ đi. Đẹp kệ nó, ở đây sẹt vít miễn có khách khứa đông, khách bên tôi, khách bên mình đông hơn bên cổ, đúng không mấy đứa? Dạ đúng. Cô cho ý đi. Bà một là thời buổi bây giờ là thời buổi hình ảnh, bà thấy không? Chị thích thời buổi bây giờ thời Facebook nè. Đó, người ta vô tiệm mình đẹp, ta chụp hình, ta đưa lên Facebook. Đó là một cách quảng cáo không công, còn muốn gì nữa? Đâu có muốn gì đâu, nhưng mà vấn đề là quảng cáo cho đã đời, vô đây phục vụ không ra gì cũng vậy. Vấn đề là chất lượng thôi, phải không mấy đứa? Dạ phải. Cô cho ý kiến. Phải không mấy đứa? Dạ phải. Tôi nói lại không lại chị, nhưng mà cái này chị phải là theo tôi nha. Còn trước không, nguyên cái cây không? Cái cây nó bự mà nó che nguyên cái bản hiệu. Bà ra đây nè. Hay không được, cái cây nó đâu có cưa chơi được. Bảy, không được, cái cây này là trời, cái cây này còn phong thủy hơn mạng sống của tôi đó bà nội. Bà ơi. Mướn tôi chi rồi, giờ tôi giống như con mannequin vậy đó, buồn nhìn vậy đó. Ý kiến gì cũng cho hết trơn à. Nản thiệt á. Không biết khi nào thị một với number one mới kết thúc cái cuộc đại chiến này nữa, không biết à.
Alo, Happy hả? Happy, chắc chị chủ ở đây không nổi nữa đâu em ơi. Em làm ơn em mua vé máy bay cho chị bay về Việt Nam sớm đi em. Chứ ở đây chắc biết chị tổn thọ quá em à. Tội nghiệp chị Năm. Sao rồi, sao rồi? Căng lắm. Gì vậy? Trời ơi, sắp anh nhồi giận sao? Vậy hả? Để tôi. Sao rồi? Ổn rồi. Ổn sao mặt căng vậy? Trời, suýt chút nữa ba hốt tôi luôn. Ghê vậy? Bà biết không? Hồi nãy hả? Bà qua nữa hả? Bà móc chiếc guốc ra. Cái gì? Bà chọi bà móc. Chọi tôi. Trời ơi. Hơi là chạy kịp phải không? Đó, thì đó. Trời ơi. Căng lắm rồi đó. Ơi. Sao chị Lâm ngủ ngon quá vậy? Cứ mỗi lần có chuyện, có mỗi lần căng là ba ngủ ngon vậy đó. Tội chị ghê á. Trời, tôi cứ chuyện gì mà hai bà gây lộn quá trời ngoài đó vậy hả? Căng lắm. Ôi, anh Tâm Mì ơi, cô Quan với cô Một hả? Sùm ở ngoài đó. Trời đất ơi, hai bà là cái đa cái đề trong làng neo mà gây lộn tới đâu vậy? Không ít ra thể thống gì hết trọi hả? Bà bữa nay là căng hơn hôm qua luôn á. Căng hơn nữa hả? Em nói anh Tâm Mì nghe nè. Từ khi mà cô Quan bước qua đây á, là cái tiệm này không có một bóng khách luôn. Vì cô Quan nặng bóng vía rồi. Nặng vía nên mà không có khách đó. Sí. Cái gì? Trời đất ơi. Nhỏ lớn chưa bao giờ em thấy ai có bàn tay đẹp vậy luôn á. Trời ơi, đẹp lắm. Có bơm không anh? Bên 7C. Mỗi bên 7C. Như nãy chú Cao vậy đó. Cái rầm tới đó, đầu mua chú anh chị. Ê, Tâm Mì qua cúng, Tâm Mì ơi. Đưa nãy chú lên. Trời là như nãy chú Cao vậy đó. Tha hồ cúng nha. Đẹp quá. Thôi không mấy hôm nay anh lên nằm đi. Lên nằm làm gì? Em chăm sóc tận tình cho. Em làm móng cho anh. Lên làm neo tôi rồi hả? Đúng rồi. Nè tôi cấm nha. Sao vậy? Biết tính tôi mà, tôi kỵ con gái. Trời ơi. Nhưng mà đây tôi gọi là gì đó? Là gì? Bánh bèo. Tôi ngán bánh bèo lắm, tôi ngán lắm. Thôi đừng đụng người tôi. Chứ giờ anh muốn gì anh mới chịu. Trời. Quên ông nội này nữa. Trời ơi, ông này là bà con Nguyễn Văn Tèo em nữa này nè. Trời đất ơi, tôi quên. Trời ơi, sao bây giờ mà vàng thao lẫn lộn giới tính từ lưa hết trơn hết trọi rồi, khó xử quá đi à. Nè, bà Phai đâu rồi? Bạn gái anh hả? Đang ngủ kìa. Bạn gái hả? Trời ơi, nghe nói cái muốn đứng hình luôn vậy trời. Nè, muốn ăn nói nha, ăn nói trước nói sau giùm cái nha. Trời đất ơi. Bà Phai, dậy. Bà Phai, trời ơi, dậy, kìa bà Phai. Hả? Tommy. Bà Phai. Tommy ơi. Hả? Bây giờ Tommy đi đâu vậy? Tommy bỏ tôi một mình vậy Tommy ơi. Khoảng cách. Ủa sao vậy? Trời ơi, bà biết tôi ngán gái lắm. Tôi ngán lắm, trời ơi. Ở đây thì gọi là gì? Bánh bèo hả? Bánh bèo, tôi ngán bánh bèo lắm. Đừng có đụng với tôi người tôi. Sao đang dầu sôi lửa bỏng, hai cây đa cái đề ngành neo gây lộn mình trước kìa. Bà nằm đây bà ngủ hay thiệt á. Thì bởi vậy tôi mới nói Tommy biết. Bữa giờ đó hai người cứ gây lộn hoài à. Trời ơi, tôi phải. Giỏi quá. Bà Phai, bà nói giọng bình thường được không? Bà nói giọng nít tôi muốn ói quá à. Nói giọng không ra nít mà nghe quái thai quái thú gì sao đâu đó. Rồi, nó bình thường đi nha. Để tôi nói giọng bình thường nè. Sao? Bữa giờ thằng mày đi đâu vậy? Thằng mày để tôi đây một mình, tôi xoay sở, tôi khổ sở quá trời luôn. Hai cô gắng xong cãi nhau hoài, tôi không biết bằng cách nào để mà giải quyết. Hồi nãy cãi lộn với nhau á, tôi thấy thằng Mỹ đứng nhìn nó cười nữa đó. Trời ơi, bởi vì hai bà lớn hết trơn rồi, lớn xác mà địa vị như vậy mà đi gây lộn với lão hay thiệt là hay à. Mà rốt cuộc sao? Là vậy nè, thay đổi toàn bộ cái tiệm này màu hường hết. Ghế hường, tường hường, gạch hường. Từ bây giờ tôi sẽ làm chủ Pink Nail, biết chưa? Rồi, vậy tôi hiểu vấn đề rồi. Ôi trời đất ơi, chuyện có chút xíu như con cuốn chiếu vậy đó. Vậy mà làm rùm beng lên vậy, không biết mắc cỡ hết trời. Mà hai đứa nhỏ biết chưa? Nó biết hết rồi. Nhưng mà nó vẫn ở Việt Nam, nó không có chịu về đây giải quyết mọi việc đâu. Hay à.
rối quá, đã rối nay càng rối hơn nữa. À tôi biết rồi, tôi nhớ rồi. Bây giờ vậy đi, bây giờ mình tìm cách nào đó mình cách ly hai con cọp lớn này ra, nhưng mà tình cảm hai con cọp con vẫn chan hòa và đông đầy. Trời ơi, Tommy, tôi ngưỡng mộ Tommy quá hả? Tommy cho một cái ID thiệt là tuyệt vời. Tự nhiên làm như tôi thông cái não ra vậy đó. À, thông sao? Có nghĩa là bây giờ mình sẽ quán đổi trở lại vị trí cũ. Đúng rồi, ai về tiệm người đó không có lộn xộn xà bần nữa. Yes. Trời ơi, tôi ngưỡng mộ Tommy quá hả? Tommy giỏi quá nha. Tommy mà là đàn ông á là tôi cưới Tommy từ lâu lắm rồi đó. Ê, tôi cấm bà nói chuyện của học diễn tưởng nha. Nhưng mà không biết hai bà có chịu không nữa không? Mấy đứa nghe cô nói nè. Bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi, cô nhờ hai đứa thông báo với tất cả các bạn thợ ở trong tiệm của chúng ta rằng đế chế của Quinel sẽ có một số thay đổi theo yêu cầu của cô. Okay. Dạ, dạ. Chào mừng quý khách đến với Quinel. Hai em. Lộn rồi. No, 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 em. Đúng tiệm rồi, em đến Quinel, right? À, tôi nhớ không làm thì cô Oanh là chủ ở đây đúng không? Yeah. Thế tại sao bây giờ là cô thế này? À, bởi vì là cô Oanh á, thì cô có một số việc bận, cô sẽ đi vắng trong một thời gian. Thì cô nhờ chị take care giùm. Ừ, nhưng mà tôi nghĩ là tôi không phù hợp đâu, bởi vì tôi đã làm quen với cô Oanh rồi nha. Cho nên là tôi... No, 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 em à. Trời ơi, bây giờ cái cũ không đi qua làm sao cái mới ập tới được. Okay. Chị nói em nghe nè, em thử trải nghiệm đi. Maybe là em có thể em thích hơn nữa đó. Really? Yes. Đầu tiên chị sẽ mời em đi vô trong kia, chúng ta sẽ clean nhẹ cái đôi chân của mình. Sau đó chị mời em ra đây ngồi để cho các bạn take care cho em. What? Ủa tại sao phải rửa chân? Oh, chị nghĩ nó rất là đơn giản gì, con có nói gì? Dạ, dạ, cô. Vị khách này khó tính lắm. Được rồi, để đó cho cô. Chị thì chị nghĩ rất là đơn giản. Ví dụ như là khi em vệ sinh cái đôi chân của em thì nó sẽ sạch sẽ. Mà khi mà mình sạch sẽ thì tự nhiên mình sẽ thấy mình sang trọng. Mà khi mình sang trọng thì mình sẽ chất hơn. What? Chị nói cái gì? Ý chị nói là tôi không sạch sẽ hả? No, chị không nói em không sạch sẽ. No, chị vừa mới nói là tôi phải đi vô rửa chân lại. Cái meme của chị có nghĩa là tôi không sạch sẽ rồi còn gì? No, em sạch sẽ cái chân em không sạch thôi. Nó đơn giản quá mà. Tại vì em đi cả một ngày trời ở ngoài, em ủ chân cho đôi giày thì đương nhiên cái chân không sạch sẽ thôi. Đó là điều bình thường. Chị cũng vậy mà, me too. Bây giờ chị nói em nghe, em cứ bình tĩnh. Ok, stop. Bây giờ tôi nói cho chị nghe nhé. Tôi là khách VIP ở đây. Bây giờ tôi cảm thấy là chị không hề tôn trọng khách hàng một chút xíu nào đó. Bây giờ tôi không thích làm những cái dịch vụ đó của chị. Tôi không thích rửa chân hoặc là tôi không thích làm những cái gì hết. Bây giờ chị có làm hay không? Không làm thì tôi đây à? Ha? Em làm ơn hợp tác với chị một chút đi có được hay không nè? Trời ơi, em cứ thử đi. Em cứ thử đi. Bởi vì á, em clean cái chân của em như vậy thì em cũng sẽ rất thoải mái. Và những cái cô thợ khi cô làm cho mình, cô take care cho mình, cô cũng cảm thấy là cô khỏe rồi. Stop. Vấn đề ở đây là chị không phải là chủ ở đây đúng không? Vậy thì tại sao chị cứ phải làm khó cho tôi hoài vậy? Tôi là khách hàng ở đây mà. Bây giờ tôi cảm thấy là tôi không thích thì tôi sẽ không làm. Đâu phải ở Cali này có một mình tiệm của chị đâu. Dở. Chị. Cô. Khách bên đây chứ không phải là khách bên cô đâu. Khách khó tính lắm, tụi con phải chịu đó. Trời đất ơi, hai đứa con làm gì đau khổ quá vậy? Con bộ móng thôi, làm gì mà hạ mình dữ vậy? Bộ làm như nguyên cái Cali này có mình bảo là khách. Để đó cô lo. Ê, thấy dạo này tiệm vắng khách ghê không? Bình thường á nha, giờ này có ít nhất phải là một hoặc hai khách. Mà giờ tiệm vắng tanh. Đã vậy á, khách quen của mình á, qua đây nói được có vài câu à, bỏ về luôn mày. Ủa vậy hả? Ừ, tao lo quá. Sao? Mấy đứa nói vậy là ý làm sao? Ừ? Tụi con đâu có ý gì đâu cô. Ý chứ sao không ý. Tụi con xa gần muốn nhắc nhở cô là cô không biết cách quản lý tiệm đúng không? Ý như là cái vía cô nặng quá, cái thổ nhưỡng ở đây không hợp với cô đúng không? Cho nên cô tràn về đây một cái là khách quen khách lạ gì đi ráo hết đúng không? Tụi con đâu có ý đó đâu cô. Tụi con đâu dám nói gì đâu cô. Cô nói thiệt với tụi con á, chưa chắc gì cái tiệm của cô bên bển á mà đã có khách luôn á. Alo, Năm hả? Dạ. Ừ, cô đây. Sao rồi?
ế lắm. Trời ơi, ế thấy sợ luôn á. Con biết hả, khách lạ thì không thấy vô, mà khách quen vô cứ đứng gây lộn hồi cái đi về hết trơn trọi à. Ớn quá à. Nói nghe nè, còn bên mình sao? Vậy hả? À, con biết sao không? Thực ra là cô qua đi cô quản lý thì cô mới thấy bà Quan á, bà góp ý mình đúng á con. Có nghĩa là mình phải hiểu tâm lý của khách, mình phải chiều khách, thậm chí là mình phải nhịn nhục á. Mình kêu bằng giống như là mình bỏ cái tôi của mình đi, đừng có chảnh chó, con hiểu không? Thì mới giữ khách quen được, chứ tình hình này là chết. Rồi sao rồi còn bên mình bữa nay được mấy người? Vậy hả? Ủa có chuyện hả? Rồi. Mấy đứa ơi. Dạ. Cô đi về tiệm cô nha, mấy đứa ở đây tự sanh tự diệt đi ha. Ủa cô. Ê, gọi cho ổng. Alo, anh Tommy hả? Bây giờ cô Một á, cô quậy cái tiệm này lên rồi, giờ tính sao anh? À, vẫn hoạt động bình thường hả? À, rồi, em biết rồi. À. Ê, sao? Hoạt động bình thường anh. Đấy má, chị vậy bình thường, hoạt động bình thường đi đi chị. Bình thường. Vậy đi. Bình thường cát cắm đầu vậy. Đi xuống đi. Trời ơi. Anh à, anh thông cảm giùm tôi đi, tôi không phải là chủ nên tôi không có quyết định được mấy cái chuyện này. Tiền bạc là phải đợi cô chủ tôi về rồi cô chủ tôi mới quyết định được. Ủa vụ gì vậy? À dạ. Trả tiền nè cô. May quá. Thì chị thanh toán giúp giùm tôi cái số bill này. Nhưng mà bill gì vậy? Số bill á, mua đồ trang trí nội thất bên tiệm chị nè. Trời, tôi đâu có mua, tôi không hề mua, tôi không mua một cái gì về nội thất ở trong cái tiệm này hết trơn á. Chị nói gì mà kỳ vậy? Chị á, có phải là chị Một không? Đúng rồi. Tiệm này á, có phải là tiệm của chị? Đúng rồi, tôi chủ tiệm này nè. Toàn bộ á, cái số đồ á, trong cái bill này thì đều được chuyển về tiệm của chị. Thì chị phải là người thanh toán. Bà number one đâu? Trời, cô nói vậy là con nhớ rồi. Vậy là cái bill mà trang trí nội thất này là của cô number one mua đó. Bây giờ cổ đang đi đón ông thầy phong thủy từ Đài Loan về đây rồi. Cái gì vậy, bà mướn thầy từ Đài Loan về đây luôn hả? Đó, bà mướn về đây để coi cái phong thủy tiệm này nè, nên bà mới đổi hết trang trí nội thất trong tiệm mình đó cô. Rồi, ông qua đây ở lâu không? Dạ, ông ở lâu chứ. Trời đất ơi, rồi tiền bạc thanh toán sao đây, ai lo cho ổng? Thì con cũng biết nữa, con nghe nói là tiền vé máy bay này, tiền ăn ở, tiền khách sạn á là cô number one lo hết. Nhưng mà cái bill thì cô thanh toán tiền đó. Phiền chị á, thanh toán giúp giùm em. Trời ơi, chết tao quyết tôi tuột luôn à, trời ơi, chết tôi rồi, trời ơi. Hello. Bà không có hề, bà không có lô gì ở trong chuyện này. Bà muốn cái gì? Bà muốn phá tôi đúng không bà Quanh? Bà nghĩ làm sao bà qua tiệm tôi giờ bà làm bánh nhà lồng nóc chợ ra hết. Một đống bill nó đập vào trong mặt tôi đây nè. Cái gì mà phong thủy, cái gì mà đổi toàn bộ màu sắc hả? Trời ơi, rồi rước cái ông thầy ở Đài Loan vậy, ai mượn bà vậy hả? Mua vé VIP, rồi á đem ổng về đây, lo ăn, lo ở, lo toàn bộ, biêu tính tôi là sao? Trong khi tôi qua bên tiệm của bà, không tốn một cách cho bà cái phần trang trí, không tốn một cách cho bà cái phần phong thủy, mà tiệm vẫn ok bình thường hả? Bà muốn cái gì hả? Hay là bà cố tình á, bà đồng ý cái vấn đề tôi đặt ra là hai đứa mình together lại, nhưng mà thực chất là bà qua bà phá tôi đúng không? Trời ơi, cười nham tới sợ luôn rồi. Đâu có, tôi thấy mắc cười quá à. Từ từ bình tĩnh. Bà Một nói nghe, bỏ chân xuống, nóng quá cái ghế nó bật cái này, coi như bà dấp bà đè cho tôi là tôi cũng chết luôn á. Bỏ xuống, nghe tôi nói nè, đây là tôi lo cho tiệm của bà thấy bàn tay tôi không? Tôi lật một cái thôi, trời ơi, pinel cũ trở thành pinel mới, nó phát triển rần, khách xếp hàng dài. Chị chưa lật mẹ muốn xỉu à, em chết, em tụt quyết em chết à. Sao vậy? Cái bill mười mấy ngàn đô em không bó tay luôn. Bó tay luôn đó. Trời ơi chị Một ơi, mình làm ăn mình phải đầu tư chứ. Bây giờ vậy nè, tiệm đẹp, khách nó vô, mình trả thêm chút xíu tiền nữa. Trời ơi, tiền nó vô ao ao hay còn muốn gì nữa. Tôi nói nghe, bà nghe, bà làm ăn lớn mà sao tôi thấy tính tình bà tính kỹ quá à, bà kẹo quá à. Tôi kẹo vậy đó, tôi chấp nhận luôn. Tôi nói với bà rồi, bà không hiểu cái đầu bà làm sao, bà suy nghĩ đi, bà làm ơn đi. Vấn đề là service, ok? Khách vô, mình everything ok, mình phải, trời ơi, mình phải chiều khách mình này cái nọ, chứ không phải như cái đám thợ bên bà. Trời ơi, đám thợ bên bà nó kỳ quá à. Cái đó tôi nói thiệt luôn á. Cái đầu bà nó cũng làm sao á, service là một kiểu, mà giờ hình thức cũng rất là quan trọng, bà biết không? Bà để tôi làm cho, để bể tôi là khoan, chờ chút xíu. Bất lịch sự, ai đang nói chuyện gọi vậy? Ồ, Tommy hả con, có chuyện gì vậy?
được rồi, để mở bà một. Gì? Bà sao vậy? Bà khó khăn tới mức độ mà tất cả những khách ruột của tôi, khách mà tiền tiếp nhiều nhất nó bỏ đi hết làm sao vậy? À, tại vì cái khách của bà kỳ quá. Trời đất ơi, mình á, thợ của mình service cho người ta ok thì người ta phải tôn trọng lại thợ của mình chứ. Trời ơi, cái chân dơ quá mà đi làm nail, trời ơi. Bỏ vô cái chậu nước một cái hả, trời nó tưa cái sình ra tôi muốn xỉu luôn. Không biết bà làm cái gì mà nó bà làm vườn, bà quên bà chưa kịp rửa giò. Tôi thấy gì làm có được ha. Rồi chưa nói cái móng tay, trời đất ơi, cái gì vậy trời. Bây giờ nè, làm tôm, làm gà, làm... Trời ơi, tất cả mọi thứ phải thơm tho trước khi đến cái tiệm của mình. Tôi chỉ nói tôi dặn dò người ta như vậy thôi. Tôi nói bà nghe bà nói quá, một bà nói tới mười, nói gì thấy ghê vậy. Nhưng mà ở cái tiệm tôi đó, bà không thấy bà vô bà đọc hả? Khách hàng là vua, customer is the king, biết không? Làm sao phải phục vụ người ta cho... Cái khách nào cũng là vua, nhưng mà vua phải ở sạch, không có ở dơ được. Thì mình làm cho người ta sạch. Mình làm sạch rồi ra thở mình nó dơ. Ủa, thợ bên trên thì cho mình tắm rửa. Mình đã vô đây để mình service người ta mà. Sao phải thương thợ chứ? Tôi nói bà nghe, thôi, tôi thấy vậy nè. Tôi cảm thấy vậy nè. Tôi với bà không thể đi một cùng đường. Đúng, đúng, tôi với bà giống như hai chuyến tàu mỗi lúc mỗi xa nhau. Đúng vậy rồi, xa nhau, xa quá xa. Xa quá xa. Xa quá xa. Thôi bây giờ sao? Bây giờ tôi nói thiệt với bà luôn, tôi mệt mỏi quá rồi. Đổi lại thôi. Ok, nhà đứa nào đứa đó ở đi. Không phải nhà, tiệm đứa nào tiệm đó ở. Ờ đúng vậy đi. Bye bye. Bye luôn đi. Never see you again. Đồ bỏ đi. Ôi trời ơi, nó còn cái bill bà nói. Trời ơi, sao giờ này chưa về tới nơi nữa thì trời, nôn quá luôn á. Thì có lý ra cái giờ này là phải hiện hình đây rồi nè. Lâu quá, về lâu luôn á. Dạ lắm. Dạ con nôn. Con bớt nhoi được không? Chú Chí về thôi mà, có cái gì vậy trời? Sao mà mày nhoi như con dòi vậy? Trời. Sao con nói chuyện gì kỳ cục vậy? Con người cô sao cô sống vô tâm mà cô lạnh lùng vậy? Dù sao chú Chí cũng là người đã từng ăn ở với cô mà. Tao tát một cái bây giờ không ăn ở với tao hồi nào trời. Không phải, thì chú ở đây chú làm việc chung với cô mà con nói sai lời đó. Ở Mỹ riết mình dùng cái từ nó bị rối á cô. Gom não về đi. Dạ. Mày á thiệt á. Có khi nào chú Chí chú đi lâu quá rồi giờ hải quan Mỹ á, nó giữ lại luôn không ta? Giữ cái đầu mày á. Trời đất ơi, mày trù không vậy? Chú Chí. Chú... Gì? Lâu quá con gặp chú. Sao lâu nay chú không cao lên được miếng nào hết trơn vậy? Trời ơi, mày vô duyên quá à, thiệt á. Trời ơi. Trời ơi, mừng ghê á. Rồi cuối cùng anh cũng đã trở về. Trời ơi, tôi nói thiệt với anh nha, thiệt á. Ôi, tôi gặp anh á, tự nhiên tôi thấy tôi... Ôi, tôi mắc cỡ dễ sợ luôn á. Tôi không tưởng tượng tại sao con người tôi nó lại biến thái như vậy luôn á. Tại sao tôi không tin anh trời. Trời ơi, phải mà tôi tin anh giờ pin neo nó đâu có đến nổi vậy đâu. Trời, tôi nói thiệt luôn á, xin lỗi anh nghe. Thì ổng tin tôi chứ có gì đâu biến thái dữ dội. Trời ơi, thiệt á, cô nói con là con nhoi á. Thiệt cái lúc mà chú Chí vừa vô á, cô còn nhoi hơn con luôn á. Thiệt á, chú Chí về thôi mà có gì đâu. Trời chú ơi, tôi về cũng xúc động quá. Mày làm gì vậy? Dạ con đừng khóc quá trời. Trời ơi, tao còn sống mà. Tao chưa chết mà làm gì khóc. Tại vì con xúc động. Thôi bớt đi. Lâu quá không? Giả quá à. Sao mày có cái ngộ nha. Mày dạ. Khóc cũng giả mà mày cười cũng giả. Không hiểu sao, không có miếng cảm xúc nào hết trơn à. Dạ, chắc tại mặt chích bu tóc nhiều quá nó vô cảm á. Trời ơi. Tự nói luôn á. Nó tự nói. Tự khoe luôn nữa trời ơi, tôi mệt ghê. Nó sao đi cả nhà. Nó nghe nè, mày có khoảng cách chút xíu, cho dù mày ở bên trời Tây đi chăng nữa thì mày cũng khoảng cách nam nữ giùm tao. Sao mày cứ bu đen bu nghẹt lại ổng vậy, muốn ăn thịt ổng luôn hả? Trời ơi, nghĩ sao mà ăn thịt được cô. Trời ơi, kỳ lắm á cô à, không có được đâu. Trời ơi, đồng loại mà. Dạ, giỡn chơi. Chú. Chú về đây á là bây giờ ha, bây giờ là mình sẽ cùng chung tay nè, phát triển lại pin neo nè, là bây giờ mình sẽ có vui cùng hưởng, có quả cùng chia, nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật nhau, hứa với nhau. Muốn lấy tao hay sao vậy hả? Con điên. Trời ơi, tao mà lấy mày tao vô bệnh viện tâm thần còn sướng hơn nữa, hiểu không? Trời ơi, ông làm ơn á, ông cứu vớt giùm tôi đi, ông lấy nó giùm tôi đi, ông nó điên quá rồi thiệt á. Chị nghĩ sao vậy? Thôi cả ai chứ, trời ơi chị điên rồi. Trời ơi. Ủa cái gì vậy? Ôi, điện thoại rung chứ cái gì. Ủa con Kevin. Alo, Kevin. Ờ chú mới về nè con. Hả? Sóng gió nữa hả? Tôi chết rồi. Được rồi. Chết rồi. Sao cái gì chú? Không phải là Chicago, mà ở LA. LA là L-A. Trời, cái gì vậy? Mới qua Mỹ lại bây giờ đi về lại Long An hả? Trời ơi,
mày đi làm neo á uổng lắm. Mai mốt mày đi làm hề đi. Gì hả? Ừ, làm hề đi, tao thấy mày cũng hề hước lắm á. Nhiều người khen con vui tính lắm luôn á. Mày làm hề mà diễn ba cái xàm xí á. Trời ơi, cô điên vậy đó. Nè, đẩy cái ba ly vô giùm nha. Tôi đi ra sân bay liền nha. Trời ơi, tội nghiệp ổng ghê luôn á. Mới về là phải chạy đi liền là sao sóng gió gì mà hoài vậy trời. We'll be right back.